Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cuộc sống của TK tại Canada. Hôm nay anh Phong muốn ăn phở cho nên TK sẽ nấu phở chay. Rất là nhiều lần ở bên Canada hoặc là bên Mỹ, TK cũng hay đi ra ngoài ăn phở. Nhiều khi ăn chỉ có một tô mà nấu nó cực quá cho nên mình đi ra ngoài mình ăn cho nó tiện. Nhưng mà mỗi lần ăn xong về là cảm thấy rất là tiếc, rất là hối hận. Tại vì nó không có một xíu gì giống như là phở hết. Cho nên TK quyết định là sẽ nấu ở tại nhà. Và nhiều lần TK mời bạn bè ăn và rất là nhiều bạn bè của TK rất là thích cái món phở này và hỏi TK cái cách nấu, đặc biệt là những người nước ngoài. Nhưng mà phở nếu mà nó dễ thì cũng không dễ, khó cũng không khó, cho nên mình không thể nào mà mình chỉ một hai câu người ta có thể làm được. Cho nên hôm nay TK làm cái video này để cho những bạn bè của TK ai muốn nấu phở chay có thể nhìn vô cái video này và làm theo, chúng ta chắc chắn sẽ thành công nhé. Hôm nay có anh Phan ở đây nên anh Phan sẽ phụ TK nấu luôn. Chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé. Để làm phở, trước nhất chúng ta phải nấu nước lèo. TK sẽ chỉ cho các bạn những cái công thức này từng bước cho các bạn dễ theo dõi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn mua trước để mình chuẩn bị thì các bạn xem ở dưới phần mô tả của video nha các bạn, description. TK sẽ ghi ra tất cả những gì mà mình cần phải có. Ở đây là củ hành tây, chúng ta không có cần phải gọt vỏ, mình chỉ cần rửa sạch thôi. TK làm hai củ nhé. Đây là củ gừng, cũng như vậy mình không có cần phải gọt vỏ. TK cắt ra làm đôi cho nó. Chúng ta có thể cắt làm đôi, nếu mà gừng các bạn to quá mình có thể đập cho nó dập ra chút xíu cũng được. Và đây là củ tỏi. Một số người sẽ không nấu tỏi tại vì tùy theo cái hình thức ăn chay của mình, một số các bạn sẽ không ăn tỏi. Cho nên nếu mà các bạn không ăn thì chúng ta không cần bỏ vô nha. Như vậy đây chúng ta có củ hành, tỏi với gừng. Những cái này các bạn để vô cái, các bạn nếu mà không có lò nướng thì các bạn có thể bắt lên trên chảo mình rang cũng được. Nhưng mà TK có lò nướng, TK sẽ nướng cho nó hơi vàng một chút cho nó thơm hơn các bạn nhé. Để cho nước lèo có một cái vị ngọt tự nhiên, TK sử dụng một trái bắp. Bắp này chúng ta chỉ cần cắt khúc ra thôi các bạn nha. Ngoài ra TK cũng sử dụng một trái lê, mình cũng cắt ra luôn các bạn nha. Và hai trái táo. Táo thì chúng ta nên gọt vỏ tại vỏ nó hơi chát đó các bạn. Nếu mình để vỏ thì nước sẽ hơi chát. Cho nên chúng ta gọt vỏ bỏ nha. Thì khe bỏ vào 3 cọng cần tây. Cần tây có một số các bạn sẽ không thích, nhưng mà tại vì TK thích cái mùi của cần tây nên TK sẽ bỏ vô luôn các bạn nha. Và đây là củ cải trắng, mình cũng sẽ bỏ một củ cải trắng vào nha các bạn. Đây là hành bò rô, mình sử dụng phần này để chúng ta có thể thế cho tỏi mình mầm nhỏ và mình phi vàng khi mà mình xào chung với những món khác. Cái phần lá ở trên TK sẽ bỏ vào nồi cho nó ngọt nước luôn nha. Những rau củ quả này chúng ta chỉ sử dụng để nấu làm nước lèo, làm cho nước của chúng ta ngọt chứ mình không có ăn. Vì mình nấu từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi lần các bạn, nó sẽ trở nên mềm hết. Nếu mà các bạn có cái túi mình có thể bỏ vô thì khi mà chúng ta vớt ra nó cũng lẹ hơn. Còn nếu không có thì các bạn chịu khó vớt ra khỏi nồi nha. Nhưng mà TK thấy các bạn nấu được thì mình nên tìm một cái túi nhỏ mình bỏ vô, xong rồi tới lúc mình vớt ra nó cũng nhanh. Những cái nào nhỏ khó vớt thì chúng ta cho vô trong túi, tại vì cái túi này nó không có đựng được hết đó các bạn. Cái nào mà to thì chúng ta có thể để ra ngoài để mình vớt sau cho nó dễ cũng được. Đây là củ hành, tỏi với gừng TK đã nướng lên. Cái mùi rất là thơm các bạn. Chỉ cần chúng ta mới nướng lên thôi, mình chưa nấu mà mình cũng đã nghe mùi thật là quyến rũ. Chúng ta bỏ vào trong đây luôn nha.
Về số lượng nước thì chúng ta có thể canh khoảng chừng nửa lít cho một người. Ví dụ như chúng ta nấu 4 tô phở thì mình nấu 2 lít nước. Tuy nhiên mình bỏ 2 lít vào xong mình bỏ thêm nửa lít nữa các bạn nhé. Mình tăng thêm nửa lít để phòng hờ. Khi mà nó trong quá trình mình nấu lâu thì nó có thể cạn bớt. Hôm nay chị Khê nấu ở trong nồi là 5 lít rưỡi nước nha các bạn. Chúng ta bỏ hết vào trong nồi nha. Ngoài ra TK có 3 củ hành khác mình đã gọt vỏ. TK muốn nấu củ hành này ở trong nồi lâu luôn, tại vì khi mà mình nấu càng lâu thì nó sẽ càng ngọt, và cái củ hành TK cũng muốn nó mềm, thật là mềm trong lúc mình ăn nữa. Cho nên TK không có đợi đến cuối mới bỏ vô, mà TK bỏ ngay từ bây giờ luôn nha các bạn. Như vậy là những rau củ quả trong nồi, TK nhắc lại nha, những rau củ quả trong nồi, tất cả những cái mà mình đã bỏ vào mình sẽ vớt ra hết sau khi mà mình nấu 1 tiếng rưỡi. Củ hành này chúng ta có thể để lại, mình không cần phải đem hết củ hành này ra. Củ hành này mình có thể ăn được nha các bạn. Mình chỉ vớt những cái lúc nãy thôi, cái này mình sẽ để lại. Mình bỏ vô trong nồi, mình nên bỏ từ lúc nước còn lạnh. Tại vì như vậy nó sẽ giữ được cái mùi thơm ở trong nước. Nếu mà các bạn đợi nước sôi rồi mình mới bỏ vô thì cái mùi thơm nó sẽ bóp bóp ra ngoài hết. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta muốn giữ được cái mùi thơm ở trong nồi nước lèo của mình, mình có thể bỏ khoảng 1 muỗng canh dầu ăn lên trên vô trong nồi. Thì như vậy cái dầu nó sẽ cản cho cái mùi nó bốc ra ngoài, nó sẽ giữ được cái mùi thơm ở trong nước lèo của chúng ta. Thì hãy bỏ vô nồi nhé. Như vậy chúng ta sẽ để cho nước sôi lên, rồi chúng ta sẽ chỉnh lửa nhỏ lại và để nó liu riu như vậy 1 tiếng rưỡi nha các bạn, để cho những cái chất ngọt nó thấm vào trong nước lèo của chúng ta. Trong khi mà mình để cho nước lèo nó nấu như vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị những cái món khác. Ví dụ như mình sẽ có củ cải trắng nè, cà rốt nè. Đây là những thứ mà chúng ta sẽ nấu để mà mình múc vào trong tô của mình luôn. Nên bây giờ chúng ta sẽ gọt và cắt ra sẵn nha các bạn. Ở đây TK chỉ sử dụng 1 củ cải trắng thôi, tại củ cải bên đây rất là to. Về số lượng thì TK thấy tùy theo gia đình của mỗi người, mình thích ăn nhiều thì mình nấu nhiều, còn không thì chúng ta chỉ để một tô khoảng chừng 2-3 miếng mình trang trí ở trên thôi. Tại vì ngoài ra mình còn có TK có thịt bò chay nè và tàu hủ ki nữa. Cho nên tùy theo mình đó, mà các bạn thích bỏ những cái món khác nhiều thì chúng ta giảm lượng rau củ lại nha. Đây là tàu hủ ki, TK có cái loại cọng và cái loại lá luôn các bạn nha. Lá thì chúng ta có thể chiên ra, mình cắt ô vuông vuông ra, xong mình chiên, xong mình để riêng ở đó. Cọng cũng vậy, chúng ta bẻ khúc ra, sau đó chúng ta chiên lên. Nhưng mà các bạn có thể chọn là sau khi mình chiên, mình bỏ vào trong nồi nước luôn, nấu cho nó mềm thì ăn sẽ ngon hơn. Còn nếu mà chúng ta chiên xong mà để nguyên như vậy, có một số người lớn tuổi hoặc là trẻ em không thích ăn đồ cứng thì sẽ không thấy cái này nó ngon. Cho nên thường TK chiên xong, cộng thì TK bỏ vô nồi nấu luôn. Còn lá thì tới lúc mà dọn ra tô, mình bỏ lên trên rồi mình chan nước vô nha các bạn.
Các bạn cứ cho nhiều dầu ăn một chút xíu nha, tại chút nữa chúng ta cũng phi tỏi, phi này phi kia, mình có thể sử dụng lại cái dầu ăn này. Đây là hành bò roti khe sẽ xắt nhỏ ra để mình có thể phi vàng cho nó thơm nha. Các bạn có thể chọn mình để nguyên một cái miếng như vậy cũng được, còn không thì chúng ta có thể băm nhuyễn ra nha. Thì Kha thích để nguyên cái miếng hơn, tại vì nó thơm và nhìn nó đẹp hơn nữa. Tại khi mình phi nó sẽ rớt ra từng cái vòng tròn như vậy nè các bạn, nhìn nó sẽ đẹp hơn, dễ thương hơn. Ở đây TK có một củ rưỡi của tỏi mình đã lột sẵn. TK thích tỏi phi cho nên mình sẽ phi tỏi để chút mình bỏ lên trên cái mặt phở cho đẹp nha. Về phần nấm, ở đây TK có một ít nấm bào ngư và đây là nấm mỡ. Chúng ta có thể xào sơ rồi trước khi mà mình dọn ra thì mình sẽ bỏ vô nồi nước cho nó chín rồi mình múc ra cũng được các bạn nhé. Nếu mà các bạn bỏ nấm vô từ sớm thì nấm nó sẽ đen, cho nên chúng ta tốt nhất là mình xào trước rồi mình để riêng ra trước khi mình ăn mình mới bỏ vô nồi nha. Nếu mà các bạn nó không thích xào nhiều vì sợ dầu mỡ nhiều thì chúng ta có thể bỏ thẳng vào nồi luôn cũng được. Nhưng mà chỉ bỏ trước khi chúng ta dọn ra thôi các bạn nha. Ở đây TK có burger chay các bạn. Mình hay nghe nói là hamburger đúng không? Hamburger giống như là cái thịt mà nó bằm sẵn vậy đó. Thì ở đây TK sử dụng cái này thế cho thịt bò. Nếu mà các bạn không có tìm được cái burger này thì các bạn cũng có thể tìm được những cái burger mà người ta đông lạnh trong cái miếng vòng tròn tròn sẵn như vậy nè. Thì mình cũng có thể cắt ra cũng được. Hoặc là các bạn có thể tìm bất cứ cái thịt thay thế nào, thịt chay nào mà các bạn có ở chỗ khu vực của mình các bạn nha. Có thể một số bạn sẽ sử dụng đậu hũ nè, hoặc là có những cái miếng thịt bò mà nó thành từng miếng cũng được, tùy theo mình thay thế bằng bất cứ gì mình có. Còn nếu không có luôn thì chúng ta có thể mua chả chay cũng được nha các bạn. Mình thay vào cho cái tô phở của mình nó đặc biệt hơn, đầy đủ chất hơn nha các bạn.
mà hành bơ rô nó thơm và hơi vàng vàng, chúng ta có thể bỏ nấm vào nhé. Ta cho chút xíu bột nêm vào nhé. Và chút xíu tiêu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xào burger nha các bạn. Ở đây là tỏi và hành bơ rô lúc nãy Thi Khe bằm đó. Chúng ta cho một ít vào trong đây. Trước hết thì các bạn thấy đây mình có quế. Những cái miếng quế này chúng ta bỏ vô ha. Đây là hoa hồi. Chúng ta không nên bỏ hoa hồi nhiều quá. Mặc dù hoa hồi rất là thơm, nhưng mà nếu mình bỏ quá thì cái mùi phở nó sẽ rất là nồng các bạn nhé. Đây là đinh hương, những hạt đinh hương. Còn đây là thảo quả. Mình chỉ cần 3 hạt thôi. Các bạn đập cho nó hơi dập dập ra nha. Đây là tiêu. Các bạn sử dụng tiêu trắng cũng được, tiêu đen cũng được. Còn đây là tiểu hồi, có một số bạn gọi là tiểu hồi, một số bạn gọi là tiểu hồi hương. Nên tùy mình gọi bằng tên gì cũng được nhé. Và cuối cùng đây là hạt ngò. Đây là cái cây ngò mà chúng ta hay ăn đó các bạn, hành ngò đó, ngò rí đó. Thì khi mà mình để nó lâu nó sẽ ra cái hạt. Thì người ta sử dụng cái hạt ngò trong nấu phở, nó sẽ làm cho phở có một mùi rất là thơm. Sau khi chúng ta hầm khoảng chừng 1 tiếng rưỡi trở lên các bạn nha, thì chúng ta có thể vớt ra.
Như vậy sau khi chúng ta gấp ra thì chúng ta chỉ còn trong đây là củ hành thôi các bạn nhé. Củ hành này thì mình có thể ăn được nên TK để lại đây. Bây giờ chúng ta chuẩn bị để bỏ gia vị vô. Mà trước khi chúng ta bỏ gia vị vô thì TK muốn bỏ vô một ít dầu. Đây là dầu lúc nãy TK phi hành phi tỏi đó. Chúng ta bỏ dầu vô. Và chúng ta cho gói gia vị của mình vào nha. Chúng ta hầm thêm 30 phút nữa nha các bạn. Cho tất cả cái gia vị đều ra và sẽ có mùi phở thật là thơm cho nồi phở của chúng ta. Chúng ta bỏ gia vị vào, mình nấu khoảng chừng 15 phút các bạn. Mình có thể bỏ rau củ quả vào luôn nha. Và tàu hủ kia mình bỏ vào luôn nha các bạn. Ở đây TK có chút xíu tỏi với lại hành bò rô phi, TK cũng bỏ vô luôn. Lúc này chúng ta có thể nêm nếm cho vừa miệng các bạn nhé. Thường TK sẽ bỏ vào đây là một chút xíu muối hoặc là bột nêm. Nếu mà các bạn muốn cho nó ngọt thêm nữa thì các bạn có thể thêm chút xíu đường vàng. TK thấy cái ngọt này nó rất là ngon rồi, ngọt mà rất là thanh, không có gắt như là chúng ta thường hay nấu với đường các bạn. Cho nên tùy theo khẩu vị của gia đình mình, các bạn muốn ngọt thêm nữa thì các bạn có thể thêm chút xíu đường nha. Và chúng ta để khoảng chừng 15 phút nữa là chúng ta đã nấu xong nồi súp của cái tô phở của mình nha các bạn. Trong khi chúng ta đợi cho phở nó có gia vị đầy đủ hết thì chúng ta có thể chuẩn bị như là giá sống nè, hành ngò, rau quế. Ở đây TK không có rau ngò gai nên TK chỉ có rau quế thôi. Chanh và ớt luôn các bạn nhé. Ở đây TK có bánh phở mà TK mua ngoài siêu thị. Mình sẽ đi trụng bánh phở rồi chuẩn bị dọn phở ra các bạn nhé. Nếu mà mình có thể làm phở tươi cũng được, hoặc là nếu mà các bạn có thể đi ra ở Việt Nam mình ra chợ mình mua phở tươi sẵn thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ ngon hơn. Bên đây TK hôm nay sẽ làm bằng bánh phở bán sẵn nha. Chúng ta đi trụng nè. Khi mà nước sôi chúng ta cho vào một ít muối nhé các bạn. Và một ít dầu ăn. Chúng ta trụng cho đến khi phở mềm nhé. Khi mà chúng ta trụng bánh phở xong mà mình không có ăn liền đó các bạn, thì mình cho một xíu dầu ăn vô nha, để cho bánh phở nó không có bị dính lại với nhau. Rồi đến khi nào trước khi mình ăn thì mình trụng sơ lại cho phở nó nóng lên rồi mình sẽ ăn nhé. Anh Frank cũng như một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao chúng ta phải bỏ những cái rau củ quả mình nấu lúc đầu đi. Thì TK sẽ cho các bạn xem nha. Mình thấy đây nè. Lê của mình nó mềm hết trơn rồi. Cần tây cũng mềm. Các bạn thấy không? Cho mình không thể nào mà mình ăn ngon được. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải bỏ đi. Đây là củ hành của mình luôn nè, cái củ hành nó cũng mềm xèo luôn các bạn. Gừng. Đó. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta nên bỏ đi nhé các bạn. Đây là nồi nước lèo của mình.
Mình bỏ nấm rơm vào luôn các bạn nha, tại cũng sắp tới giờ mình ăn nên mình sẽ bỏ vào luôn. Trước khi chúng ta dọn ra thì chúng ta trụng sơ phở lại cho phở nóng lên nha các bạn. Chứ nếu mà chúng ta vẫn để sợi phở nó lạnh, khi mình bỏ nước súp vô thì súp của mình nó sẽ không còn nóng nữa. Chúng ta bỏ một ít burger lên các bạn nha. Chút xíu hành. Chúng ta lấy một ít nấm nè. Mình cho nấm vào. Rồi cà rốt nè. Củ cải đâu rồi? Củ cải. Chúng ta cho lên trên một ít tiêu nha các bạn. Wow. That looks great. And it smells so nice in here. Yeah. Mình cho giá sống vô nè, một ít rau. And you want chili to give it a spice? Yeah, I do. Mm-hmm. What we're doing is a little taste test before the friends arrive. We're having a group over. Now, a pot like this, how many will that serve? I think 10. 10? Yeah. Anh Phan với TK sẽ làm thử trước khi bạn tới. Tại chiều nay TK với anh Phan có mời bạn đến ăn phở đó các bạn. Cho mình phải ăn thử trước. Wow, I want to take a photo of that. Put it up on Facebook. Okay, now it's ready for you to try. Okay. Mix a little bit because yeah, of... sure. Now normally, when you go for pho, as you probably know, the bowls are much bigger, right? Yes. This is just a taste before the friends come. Make sure it's okay. But right? Even though it's small, but it's quality. Yes. So, for people who have never had pho before, do you normally just eat with chopsticks, or do you have a spoon as well? Spoon as well, so you can get a soup base. Mmm. Nice. There you go. Normally, they will have something like this pho and this one, and then they get a little bit of the soup together. That's how you take them together. Too spicy? Yeah, you could take one of those out, I think. This one, just to give you the test, don't eat this one because it's so spicy. Because these are fresh out of the garden, they're pretty potent. Also because our chilies is a spicy one. It's different really from... super hot chilies, yeah. So you might want to caution. Use caution. Should try one with the soup. So try one with the soup, okay. That's all right. Yeah. Did you try it? Not yet. I will try now. Like it? I like good it. Good batch? Yeah, I believe we can say this was a successful batch. I really hope that you get an opportunity to try this. I know it looks like a lot of work, but your friends that you have over are really going to appreciate the time that you spent because the taste is so amazing. After they've had your pho, they're never going to want to go back to the pho restaurant again. They're always going to be coming over to your place for pho. Cái phở này rất là đặc biệt, rất là ngon. Mỗi lần mình nấu, mình lại cảm thấy giống như mới vậy các bạn. Vì cái vị nó rất là đặc biệt. Mình nhiều khi lâu quá mình không ăn, mình sẽ quên, mình không nhớ là cái phở mình nấu nó như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta nấu lại, mình cảm thấy nó quá đặc biệt. Thì khi nhớ lại ngày hồi nhỏ, nhà Thi Khe nghèo. Xong rồi không có, bố mẹ ít khi nào cho ăn phở lắm, chỉ khi nào mà trong mấy anh chị em có một người nào đó bệnh thì bố mẹ mới kêu là
ăn phở không, bố mẹ sẽ mua phở cho. Nhưng mà cái người bệnh thì không, thường mình không có muốn ăn gì hết. Nhưng mà những anh em còn lại kêu ăn ăn, cho nên tô phở mua về sẽ chia làm bốn. Nhà TK có bốn anh chị em thì những người còn lại sẽ rất là thích. Ở Việt Nam thường khi mình bệnh mình ăn phở, tại sao? Tại trong phở có rất nhiều gia vị, các bạn thấy mình có ít nhất là một chục gia vị ở trong đây, cho nên nó làm cho cái tô phở là khi mà mình ăn vô mình sẽ toát mồ hôi ra, mình cảm thấy mình khỏe hơn rất là nhiều. Đó là lý do tại sao phở nó đặc biệt các bạn. And I wanted to add, the special thing about this is that it is vegetarian. If your friends are vegetarian, or if you have vegetarian friends that you want to serve a very special meal, this is the recipe to try. Mm-hmm. It's difficult to get good vegetarian pho out in the restaurants, right? No, you really cannot. Many times I try, but because you see how much things we put into here to make the soup all that tasty. Corn and all of those other things you had in the bag. Yes, yes. Apple and pear, all things. They don't do that in the store. They just put sugar into that. So the tastes are very different. Right. So now if it's meat-based pho, what is in the bag then? Nothing in the bag. They just put the bones and they cook it for like 24 hours to bring it to the flavor. So you're getting the actual kind of bone marrow of the chicken, yes, or the... Not the chicken, normally the beef. The beef, yeah. Yeah. So the bone marrow is just seeping through after 24 hours of cooking, yeah. So if you like the idea of eating bone marrow, think about that the next time you go to a pho restaurant. Here it's all fresh, it's all vegetarian. Wonderful. And very tasty. You would never go back to the restaurant again for pho. Yeah. Các bạn thử đi, tại TK cũng hay ăn phở ở ngoài tiệm lắm. Ở bên Canada nhiều khi mình nhớ Việt Nam, nhớ phở, mình muốn ăn. Nhưng mà khi ra tới tiệm ăn xong cảm thấy mình không nên đi. Tại vì nó rất là nhạt nhẽo, không có cái gì để mà so sánh được hết. Cho nên một khi các bạn đã nấu được phở rồi thì các bạn thà là mình nấu, chứ còn đi ra ngoài tiệm ăn để nó đỡ vất vả một chút nhưng mà nó lại không ngon thì chúng ta lại hối tiếc. Các bạn thử nhé. TK chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Bye bye. Bye bye.